Đây là măng miền Tây, củ hủ miền Tây, củ hủ dừa. Còn bên kia là con khỉ, khỉ biết nói chuyện, biết đãi khách. Long ơi, đem này cho cái nữa chứ. Này chanh á. Chanh anh. Chanh. Này chanh mình nặng mình làm giỏi. Giỏi. Cho bác xa bụi xa lại bạn. Dạ, dạ. Dạ, đúng rồi. Rồi đây là chanh rất là nhiều đây, mọi người đang chuẩn bị làm giỏi. Lý Tư Long đang chắc chanh. Đây, Lý Tư Long. Đây, Lý Tư Long. Dạ. Bên đây là... Đây là củ hủ dừa. Củ hủ dừa này mình làm gì cô? Làm gỏi. Làm gỏi hả? À, là chung với gỏi bên con muốn ở đây luôn. Dạ, chào cô. Đây là cô đây đang chuẩn bị gỏi con muốn. Con muốn này là mới nãy mà bà con ở bên kia mình làm nó hết phải không cô? Dạ. Dạ. Cô đâu về đây cô? Về với lễ mình cô. Giờ mới. Dạ. Đây rất là nhiều đó quý vị. Ở đây mình chuẩn bị cho bà con mình tới ngày mấy lần cô? Dạ. À. Gỏi này mình làm có mấy món ở trong hay cô? Dạ, có khi 5 món, có khi 6 món. Dạ. Vậy là bà con mình đóng góp giờ mình dùng cái đó rồi. Dạ. Mà cái này chủ yếu là cái gì á? Cái này gỏi đang chấm mắm. Chấm mắm. Chấm mắm kho. À, có bông điên điển nữa. Rau muống, bông điên điển, bắp cải. Dạ. À. Dạ cô dừa. Dạ. Mình phải đọc đón ra cho tao biết mình già. Bà con ở mình ở đây rất là vui. Con bộ chén bánh chè đây như được rồi đi. Ăn chút chút xíu qua liền, chút xíu qua liền. Để coi coi là làm gỏi cho bà con mình ra sao coi. Gỏi rồi nãy giờ vậy được rồi. Chút xíu. Làm ăn nhiều. Rồi giờ đảo lại cái nữa nó mới hên. Qua đây không? Rồi đi qua đây. Người ở đây nữa vậy. À. Súc trắng không? Rồi ở đây là ê mấy bà chị ơi, ai có chén nước ra nè. Chiếu lên tivi nè. Đây là bà con mình đang phục vụ bên đây. Wow, lớn. Qua mấy cô bên đây. Dạ. Đây mấy cô đang phục vụ bà con mình đây, ăn xong là có cái đội rửa chén. Rồi con chào mấy cô ạ. Đây bà con mình đây. Dạ. Mấy cô mình đang phục vụ ở đây. Dạ. Dạ. Dạ đẹp cô đâu về cô? Cô ở dưới là Tân Trung đó con.
Đang chung á cô, là ở chợ mới mà luôn hay sao cô? Quà Hảo à, vậy gần đây luôn hả cô? Dạ, Hòa Tự gì trên này á cô? Dạ, nãy con mới ghé chỗ ăn Hòa Tự rồi con mới lên đây. Dạ. Dạ, quay bà con mình phục vụ lễ của thầy á cô. Đây, chào cô á. Dạ, mấy cô đang rửa đây. Lên quá. Dạ không, cô lên YouTube đó cô. Dạ con quay lên YouTube. Dạ cô đâu về cô? Gì ở Phú An đó cô? Dạ. Rồi mọi người ở đây đi, này vậy là bà con mình ở bên kia ăn xong là mình bên đây có đội mình phục vụ rửa luôn hả cô? Dạ là cô ở gần đây về. Dạ cô thứ mấy? Thứ chín, cô chín. Dạ chúc mấy cô nhiều sức khỏe ha. Dạ phục vụ lễ của 18 tháng 5 của thầy. Dạ đây là bà con mình đang ở bên đây, còn bên đây là có một cái đội riêng giải lao nè quý vị. Đây bà con mình đây là chia theo tổ hết. Dạ chào cô. Dạ cái này mình chia theo tổ để mình làm hay sao cô? Không có tệ, miễn ai cứ mà đi vô mần hả con. Dạ ai vô đây làm thì cứ làm. Dạ dạ cô đâu về với lễ mình cô? Ở Thốt Nốt. Thốt Nốt Cần Thơ hả cô? Dạ rồi Cúc. Dạ ở bên đây là một cái đội rửa chén, rồi có đội sắp chén và đội lau đũa. Thì mọi người đến với lễ thì có tâm, có lòng thì đến phụ mọi người một tay. Đó, mấy cô bên đây là đang rửa con rau. Đó. Rồi, bây giờ mình qua bên đây, tiếp tục bên đây có một cái đội nữa. Này đang rửa bên đây. Hôm qua đây mấy cô bên đây đang làm bông tỏi. Đó, nghe chào cô. Bông tỏi là món gì vậy cô? Dạ làm bi. Cái này là cái này là khóm chế thơm. Chế thơm á hả cô? Mà mình làm cái này như mắm á chú, mắm ruột á. Dạ mắm ruột. Dạ mắm ruột chai. Dạ mấy cô là... ai nói kìa. Dạ mấy cô ở đâu về với lễ mình cô? Dạ quê về ở đây nhưng mà nó quá ở Vũng Tàu mà giờ gì ở Vũng Tàu lâm. Dạ. Dạ. Dạ mình cũng dân An Giang hết á cô á. Đó mấy cô đang làm ở đây mình vui. Vậy là mình làm cái khâu này bên đây rồi mình mới chuyển qua cái khâu khác nữa hả chị? Đúng rồi, hết cái này rồi có chuyện nhiều chuyện làm á. Dạ. Còn nhiều chuyện lắm con. Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe để phụ với lễ mình nha cô. Chúc cháu cũng dồi dào sức khỏe. Dạ. Quay từ từ đi. Dạ để con quay cho bà con mình ở xa không có dịp về đó cô, mình coi. Coi dạ. Kỷ niệm mà. Dạ đúng rồi. Dạ. 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 Thôi con xin phép đi ạ. Dạ. Trở lại rồi các anh. Đội mình là vui nhất. Tấm toàn ra phan rửa chén cũng được, quay lên tivi nữa. rồi chào các mọi người ơi, chụm tấm toàn.
Rồi. Rồi giờ mình sẽ di chuyển qua cái hướng khác. Rồi cảm ơn mọi người. Bye 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 bye. Bye bye. Lên YouTube là YouTube. Rồi rồi. Lò tủ hả? À đây để vô trong lò tủ nóng, đang nấu tủ luôn á. Tủ nóng nóng hổi luôn anh.